môi tròn son màu đỏ. Em không cần bước mà lăn vòng quay trong một căn phòng nhỏ. Netflix từ sáng đến tối, em thiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn trưa rồi xong ăn tối, anh shipper cũng đã quen mặt rồi. Em order khô gà của Missy Food và dành thời gian tận hưởng trên giường. Hôm qua 12 giờ đặt Happy Food riêng nước của em, không cần phải thêm đường. Nằm cả ngày để xem review phim, đợi đến 10 giờ là anh đổ lên chuyện. Bình thường cho mình một ly cà phê phin, nhìn đôi mắt của em vẫn không hết limousine. Oh my god, em ăn sáng khi mọi người tan tầm. Em xác nhận thêm kỷ lục tăng cân, việc thanh toán trong nhà lại tăng dần. Rồi cơ hàm em còn bị bong gân. Ba mẹ em chỉ biết ôi à, khi em tiêu tiền là vận tốc tối đa. Em cần giải thoát chính em, nhưng em không thể tự thấy lối ra. Em phải làm sao khi bao việc đều đặt lên vai em? Em tập thể thao xong kết hợp chủ động em cai game. Em đã cố cách ly và giãn cách mình với những ồn ào. Giờ em phải làm sao? Em tô màu mắt của em màu xanh, môi tròn son màu đỏ. Em không cần bước mà lăn vòng quay trong một căn phòng nhỏ. Em về từ sáng đến tối, em tiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn trưa rồi xong ăn tối, anh shipper cũng đã quen mặt rồi. Yeah yeah, phi qua nhà em cùng đồ ăn trên tay và không quên tặng em một điếu bóng trời. Tranh thủ hỏa ngay rồi cùng em lên mây, nhanh còn về trả xe cho anh Hiếu đóng giày. Không biết là tỉnh hay là anh đang mơ. Em sắm bộ phỉnh xong rồi chơi poker, chưa hết giận mình vẫn còn đang lơ ngơ. Sở trường của em đúng là tạo bất ngờ. Yeah, anh đã thấy nụ cười trên môi em. Just cool, ta hãy cứ kệ màn đêm trôi em. Thật tuyệt. Ngày tháng loanh quanh bị cô lập trong nhà này kết thúc. Giải tán luôn bang hội em đặt tên là ăn liên tục. Giờ thành phố em đi thật xa để em học thêm kiến thức. Để số trong banh ở cao của em lại